Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của bạn Bùi Dũng thì trong câu lạc bộ thì hôm nay mình sẽ làm cái video phân tích cơ bản sơ lược về báo cáo tài chính của cái mã cổ phiếu là HAG, đó là Hoàng Anh Gia Lai các bạn ha, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình, đó là cái những cái chỉ số tài chính. Thì các bạn thấy cũng như đầu năm tôi cũng làm một cái video để phân tích sơ lược về báo cáo tài chính của nó. Thì các bạn đã thấy là có cái về năm thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có những cái suy giảm khá là nghiêm trọng. Về cơ cấu thì chúng ta cũng không có chuyện gì nhiều các bạn, không có chuyện gì nhiều. Và chúng ta sẽ không có gì thay đổi các bạn ha. Bạn có thể xem lại cái vlog, mình sẽ để cái link phía dưới cái phần dưới cái phần của mô tả video này ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái gọi là sơ lược về cái bảng cân đối kế toán. Thì bạn thấy là trong đây là bảng thu nhập, thì các bạn thấy là năm vừa rồi nó có lỗ các bạn, năm vừa có lỗ. Thì cái kinh doanh của nó mặc dù là cái doanh thu của nó cao lên khá lớn trong 2 năm vừa rồi, nó tăng lên, tuy nhiên thì bạn thấy là cái lợi nhuận của chúng ta cũng đã có sự suy giảm, và thậm chí là năm 2016 nó lỗ tới hơn 1.000 tỷ các bạn. Thì cái mà chúng ta đang suy nghĩ xem coi cái năm 2017 này cái Hoàng Anh Gia Lai nó có thể vực dậy được hay không. Thì chúng ta thấy là ở cái bảng cân đối kế toán thì chúng ta cũng đi lướt sơ qua, thì phần lớn là cái hàng tồn kho của nó đã giảm các bạn, hàng tồn kho của nó giảm, thì chứng tỏ là chúng ta thấy cái sức cho năm 2017 thì cũng không có nhiều các bạn. Thì ở đây chúng ta có một cái lưu ý nữa là cái đầu tư vào công ty con thì nó lên tới 865 tỷ rồi, cũng khá lớn. Trong khi đó đầu tư về những cái tài sản về dở dang các bạn ha. Đâu rồi? Tài sản dở dang nha các bạn. Đâu rồi? Tài sản khoảng phải dài hạn ha. Tài sản dở dang thì chúng ta vẫn còn 17.000 các bạn. 17.000 tỷ, trong cái đó những cái năm trước thì chúng ta 21.000 tỷ. Như vậy thì chúng ta thấy trong những cái năm mà vừa rồi thì nó cũng đạt cái đỉnh đầu tư các bạn. Năm 2015 nó đạt cái đỉnh đầu tư lên 21.000 tỷ các bạn thấy. Tổng cái tài sản lúc đó chúng ta thấy là chỉ có 50.000 tỷ thôi, thì gần một nửa cái tài sản đó nó nằm vào cái tài sản dài hạn mà đang dở dang các bạn, đầu tư đang dở dang. Thì cái đầu tư này nó đã suy giảm, thì cái phần đầu tư dài hạn này nó đã có cái bước đầu thu nhập trong cái năm 2016. Thì hy vọng là tiếp tục nó sẽ năm 2017 này nó sẽ tiếp tục cái hoàn thành của cái gì, cái phần hoàn thành nó thì nó khoảng cỡ 4.000 tỷ các bạn. Như vậy về Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta thấy cái suất đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai nó quá lớn, nó chiếm gần một nửa cái tổng tài sản các bạn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy cái khoản nợ của nó là một cái khoản nợ khá khổng lồ. Cho nên chúng ta cũng hơi ngại rủi ro như cái phần phân tích trước. Thì chúng ta nợ ở đây nợ
nợ ngắn hạn, vay ngắn hạn thì có 5.000 tỷ nha các bạn, 5.000 tỷ, và nợ dài hạn thì chủ yếu là lên tới 23.000 tỷ. Vay và thuê tài chính thì 21.000 tỷ. Thì các bạn biết phần lớn cái nợ này nó là trái phiếu các bạn. Thì nó có một cái nguy hiểm ở đây là cái chúng ta thấy xem coi năm vừa rồi, năm 2017 này là nó có tăng vốn, một là tăng vốn hay không, thứ hai là lợi nhuận sẽ như thế nào. Các bạn thì tình hình công ty thì trong năm thì cũng như đầu năm chúng ta vẫn chưa có cái gì thay đổi. Tuy nhiên thì vào cái ba quý vừa rồi đã công bố thì các bạn thấy là 700 cho gần 800 các bạn ha, gần 800, thì khả năng năm nay khả năng nó đã lãi trong ba quý 2017 thì nó cũng đã lên tới con số là 800, gần 800 tỷ các bạn. Thì vậy chúng ta hoàn toàn có thể đạt cái con số 1.000 tỷ năm nay, có thể đạt con số 1.000 tỷ trong năm nay hoặc có thể hơn các bạn. Tuy nhiên thì như năm ngoái chúng ta âm tới 1.001 thì năm nay có thể lật ngược cái cờ lại, lãi thì cũng có thể là cỡ 1.000 hoặc 1.001 gì đó các bạn. Tuy nhiên thì chúng ta lại có một cái đó là tăng vốn chủ sở lên các bạn, tăng vốn chủ sở lên tới 9.002, tức là chúng ta tăng 1.004 các bạn, hết 1.004 nữa thì cái lợi nhuận kiếm được này trên cái tổng nguồn vốn trên cái vốn chủ sở là IBS các bạn thì nó đạt cỡ khoảng cỡ gần 1.000, gần 1.000. Như vậy thì IBS mà 1.000 thì chúng ta thấy nó có đã hấp dẫn chưa không bạn? Thì nó đã hấp dẫn chưa? Thì IBS 1.000 thì nó cỡ tương đương với những năm 2013 các bạn, năm 2013. Như vậy thì có khả năng cái Hoàng Anh Gia Lai nó sẽ dần lấy lại được cái sức hấp dẫn của nó các bạn. Thì chúng ta thấy cũng hy vọng là Hoàng Anh Gia Lai đã thoát ra cái thời kỳ gian khổ nhất các bạn, và hy vọng cái tài sản xây dựng dễ dàng đó nó dần được cải thiện, nó dần được hình thành, đem lại cái lợi nhuận mới cho Hoàng Anh Gia Lai các bạn. Thì hy vọng là năm nay Hoàng Anh Gia Lai sẽ công bố cái lợi nhuận 1.000 tỷ hoặc là trên 1.000 tỷ thì càng tốt các bạn. Bây giờ mình chuyển qua một cái mã cũng để theo lời đề nghị của bạn trong câu lạc bộ, đó là cái mã HNG, HNG cũng thuộc của công ty của con của Hoàng Anh Gia Lai. Thì các bạn thấy ở đây về cái doanh thu cũng như là lợi nhuận thì chúng ta thấy cũng đang tăng lên và chứng lại trong năm 2016. Tuy nhiên thì cái này cũng lại âm các bạn, âm gần 1.000 tỷ, âm 1.000 tỷ, và chúng ta thấy là có sự giảm rất là rõ rệt, đang lời 700 tỷ thì có những năm gần đây thì nó còn chỉ có âm 900 tỷ các bạn. Mặc dù bạn thấy không, doanh thu thì nó cũng tầm như vậy. Doanh thu thì tầm như vậy các bạn, doanh thu thì tầm như vậy, nhưng mà chi phí quản lý doanh nghiệp nó tăng lên rất lớn, chi phí tăng rất lớn ha, cộng với giá vốn hàng bán bị đội lên. Chính như vậy thì chúng ta xem cái hiệu quả trong cái vấn đề đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa đem lại được những cái kết quả trong năm 2016. Thì chúng ta xem coi, cái này không phải Hoàng Anh Gia Lai mà là cái công ty nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai ha các bạn. Cái công nông nghiệp này thì chúng ta thấy hàng tồn kho cũng đã giảm năm 2016 các bạn ha. Và có cái tổng tài sản ở đây chúng ta có là cũng khá là lớn các bạn, 34.000 tỷ ha. Tổng tài sản lúc này 34.000 tỷ.
thì cũng đầu tư vào công ty con liên doanh liên kết cũng cỡ 800 900 900 tỷ. Tài sản xây dựng dở dang cũng rất lớn, đó là 13.000 tỷ các bạn. 13.000 tỷ, trong đó thì bên chúng ta có cái tài sản cố định là chiếm chủ yếu các bạn ha. Tổng tài sản thì tài sản cố định chiếm chiếm chủ yếu, và chủ yếu là xây dựng dở dang là 13.000 tỷ, thì nó gần một nửa các bạn ha. Còn tài sản cố định thì có 7.000 tỷ. Rồi chúng ta có các khoản phải thu, rồi thu về cho vay dài hạn. Rồi chúng ta coi cái phần vay, cái phần vay của nó xem sao. Thì nợ ngắn hạn thì ở đây chúng ta có 6.000 tỷ, vay thì có 2.000 thôi. Thì tổng nợ là 24.000 các bạn. Thì trong đó nợ nhiều nhất đó là phải thu dài hạn khác tới 2.800, và vay thì 2.100. Thì như vậy chủ yếu là vay và phải thu khác. Nợ dài hạn thì có 18.000 tỷ. Thì cái này thì vay nợ thuê tài chính dài hạn hết 17.000 rồi, đa phần là như vậy. Bốn chủ sở hữu 7.000 tỷ các bạn. Bốn chủ sở hữu tới 7.000 tỷ thì cái này nó cũng không thua kém gì bốn chủ sở hữu góp và đối với Hoàng Anh Gia Lai. Trong năm vừa rồi thì nó lại năm 2016 á, nó lại có tăng, có cái thặng dư ra từ cái việc là phát hành thêm. Thì trong đó là có cái lợi nhuận sau thuế bị lỗ, cho nên cái phần này nó giảm mà bị lỗ là nó lấy cái phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối á, nó suy giảm cái phần lợi nhuận, cho nên nó để cân lại. Như vậy thì chúng ta thấy cái để chúng ta xem coi có tăng vốn cái phần này không các bạn ha. Có bị tăng vốn cái phần này không? Thì cũng như chúng ta coi cái lợi nhuận trong cái của HNG. Thì HNG thì nó cũng có một cái đột biến là lợi nhuận năm quý 2 nó lên tới 1.000 tỷ các bạn. Như vậy là đã là 1.000 1.001 rồi, hơn 1.001 rồi. Thì chắc chắn là hơn 1.001 rồi các bạn ha. Hơn 1.001. Lợi nhuận trong năm nay chắc chắn là hơn 1.001, có thể là 1.002 hoặc 1.003 gì đó các bạn. Có thể là hơn nữa. Thì không có thấy phát hành thêm cổ phiếu nè. Như vậy HNG là có một cái quý 2 kinh doanh đột biến, lại lợi nhuận lên tới 1.000 tỷ. Thì cái tầm 1.001, 1.002 là chắc chắn rồi. Chúng ta cũng không có suy nghĩ về cái vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự trở lại của HNG. Thì HNG thì chắc chắn là năm nay sẽ lãi 1.001, 1.002, thì nó còn cao hơn những cái năm trước đó của nó. Từ lúc lên sàn 2011 thì nó sẽ là kinh doanh đột biến. Vậy như vậy đối với HNG thì là một cơ hội mua với cái giá hiện nay là khá cao, bởi vì năm nay sẽ công bố lãi kỷ lục trong những năm lên sàn, và cái sức hấp dẫn nó sẽ trở lại đối với HNG. Như vậy thì qua đây là một cái nhìn sơ lược, đánh giá sơ lược thôi về cái vấn đề của hai công ty, đó là công ty Hoàng Anh Gia Lai cũng như là HNG, công ty mà về nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai. Thì cái lật ngược thế cờ, không bạn, lật ngược thế cờ của cái công ty hai công ty này trong năm tới. Thì đối với cái lợi nhuận năm tới của Hoàng Anh Gia Lai thì nó sẽ không nhiều bằng bằng HNG của Hoàng Anh Gia Lai. Thì chúng ta thấy là cái công ty của HNG Hoàng Anh Gia Lai thì nó có một cái chu kỳ thu nhập dựa vào những cái sản phẩm nông nghiệp. Thì cái chu kỳ đó nó phải với những cái cây trồng, và nó sẽ làm cho chúng ta thấy cái sự tăng trưởng trong những quý. Thì các bạn có thể
Thì cái điều chắc chắn nhất trong năm nay thì nó đã có thể trong ba quý chúng ta đang có là 1.100 rồi, hơn 1.100 rồi, thì hy vọng là cái quý tư này HNG sẽ là một cái lợi nhuận dương, thì chúng ta sẽ có một cái báo cáo cực kỳ đẹp. Và trên có 7.000 7.000 một ngàn mấy đó, 1.000 hơn 1.100, và vốn chủ sở góp earning equip thì nó cỡ tầm 7.000. Như vậy là cái sức hấp dẫn nó khá là cao các bạn, khá là cao, nghĩa là trên 1.000. Như vậy thì chúng ta phải xem coi cái cơ hội đầu tư đối với HNG trong năm 2017 này là khá lớn so với Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy qua cái nhìn sơ nét thì các bạn có thể quyết định cho mình những cơ hội đầu tư trong tương lai khi mà cái năm tài chính sắp đến. Hy vọng sẽ có cái lợi nhuận trên cái cổ phiếu HNG này. Nếu các bạn thấy hay thì mình xin các bạn like cái video này, và là thấy hữu ích thì các bạn hãy share cái video này cho các bạn khác cùng xem. Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy để comment phía dưới, và các bạn hãy subscribe và nhấn nút cái chuông để có thể có những cái thông báo mới nhất khi chúng tôi làm video này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video sau. Cảm ơn.